Ôi trời ơi là trời, chán thiệt chứ mấy bạn ơi. Hôm nay nữa bạn, mình đang tính gọi là nấu một ít gọi là thịt gà nướng lên để ăn. Ai dè đâu ở nhà hết củi rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ phải vào trong rừng để mình đi chặt thêm gỗ để mình kiếm củi về mình nướng gà á bạn ơi. Đói bụng muốn chết luôn à. Hey, không biết là ở trong khu rừng này còn có cây gỗ nào đó to to cho mình cưa mình lấy gỗ không ta. Hey, ủa ai nằm bên kia ta. Ủa, đói quá. Đội quá. Ủa, mấy bạn ơi, hình như là có ai đó đang nằm ở chỗ này nè. Bạn ơi. Ôi, đội quá. Hãy giúp tôi. Trời, tính ra hồi nãy, từ nãy giờ mình kêu ông này là bằng bạn, hóa ra cái mặt ông già gì đâu luôn bạn ơi. Ông bị gì vậy? Này cậu chàng trai trẻ, tôi là một người ăn mày. Tôi đã nằm đây không ăn không uống gì 3 ngày rồi. Tôi đói quá cậu ơi, cậu giúp tôi với. Ủa, ông đói bụng lắm hả? Trời, mấy bạn ơi, không ngờ trong làng Hero Team bọn mình cũng có ăn xin nữa ta. Trời, tội nghiệp ông này quá. Ông này ông sáng nay giờ ông chưa ăn gì 3 ngày luôn rồi hả? Vậy đây thôi ông ơi, tôi có cái tô cơm nè, tôi tính tí nữa tôi về tôi nướng gà tôi ăn chung với cơm á, nhưng mà thôi thấy ông đói tôi cho ông á, ông ăn đi. Cảm ơn cậu chàng trai trẻ. Ngon. Cậu đúng là một chàng trai tốt mà. Ngon. Trời ơi. Cảm ơn cậu nhiều. Tất nhiên rồi, tôi phải tốt chứ. Nhưng mà vừa ông khen cho đúng chứ. Tôi đã tốt lại còn đẹp trai nữa. đúng rồi, đã tốt rồi còn đẹp trai nữa. Thôi, tôi cảm ơn cậu chàng trai trẻ nhiều nha. Mà quên nữa. Nè, cậu chàng trai trẻ. Hả? Sao ông? Tôi có thứ này muốn dành tặng cho cậu nè. Ủa, có quà hả? Thôi, ông giữ lại đi, tôi không lấy đâu. Ông nghèo vậy mà ông giữ lại đi, ông đưa tôi làm gì? Thôi, coi như đây là một món quà tao muốn cảm ơn cậu vậy. Đây đâu? Là gì một đâu? Quả trứng ác quỷ. Quả trứng này có một sức mạnh, đó chính là nếu cậu muốn ghét hoặc là cậu muốn tiêu diệt một ai đó, cậu chỉ cần ấn một cái công tắc, người đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Hả, cái gì? Quả trứng của ác quỷ mà mình ghét ai đó, mình chỉ cần gọi tên người đó, sau đó người đó sẽ bị biến mất vĩnh viễn. Đúng vậy. Wow, trời ơi, thôi ghê quá, cái này ghê quá. Thôi, tôi không lấy đâu, lỡ đâu tôi... Cậu hãy cầm đi chàng trai trẻ à. Bởi vì thứ này thuộc về cậu. Ủa? Trời, mấy bạn ơi, cái ông đó, ông làm mình sợ quá bạn ơi. Ủa mà khoan, ông đưa cho mình cái quả trứng gì ở trên tay mình nè bạn. Ông bảo là cái quả trứng này, mình chỉ cần ghét ai đó, mình đọc tên lên cái thì người đó sẽ biến mất. Ui, nghe ghê quá à. Có khi nào là một cái món đồ bủ bói nào đó của ác quỷ không ta? Ui thôi không được, chắc mình phải đem về nhà. Mình đem nó ở đâu mình chôn nó, hoặc là mình đem nó mình giục đi bạn ơi. Chứ bây giờ cái quả trứng này nó nguy hiểm quá. Không được. Ai, cái quả trứng này nên để ở chỗ nào đây ta? Bây giờ xung quanh nhà mình không có chỗ nào để vứt hết à. Ai, chắc là bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó. Ủa? Ô, hello chị Camui. Camui ơi. Ở phòng hả? Ủa có chuyện gì chị qua nhà em vậy? Từ, chị lên trên phòng đợi em tí ấy, để em chút nha. Ok. Mấy bạn ơi, cái quả trứng này bây giờ mình nên vứt nó ở đâu đây ta? Bây giờ á, cái quả trứng này là một cái quả trứng gọi là rất là nguy hiểm, cho nên phải kiếm một cái chỗ nào đó thật là bí mật, thật là không ai biết, thật là gọi là kỹ càng vào, không thôi người ta lấy được nó là nguy hiểm lắm mấy bạn ơi. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ quyết định rồi, mình sẽ cất cái vô trong toilet. Ok vậy đi, cho nhanh. Ok bỏ nó đây đi. Ở trong đây là bảo đảm mày sẽ bị thúi mày chết luôn con ạ. À. Ừ, cái quả trứng này nguy hiểm quá. Thôi lên phòng coi chị Camui qua đây làm gì vậy. Ê Camui. Okay. Không. Ủa? Ê cái dàn PC của em. Chị Camui, chị làm gì chị lấy mất dàn PC của em rồi? Hôm nay chị tuyên bố chị sẽ tịch thu cái dàn PC của Phong ạ. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Dàn PC là dàn PC của em mà sao chị lấy của em? Đúng vậy, nhưng mà chị nghe Sammy có mách chị á, là em á dạo này việc nhà thì không lo này, rồi làm video clip cho các bạn cũng không làm luôn, nên là chị sẽ thay Sammy, chị sẽ thay mọi người tịch thu cái dàn PC này của em để em không chơi được nữa. Ủa, trời, chị trả cho em nha, dàn PC này của em 100 triệu luôn á, em mua để em chơi game kệ em chứ chị lấy của em, trả đi. Không trả được, nếu mà em chơi lại thì em sẽ không làm clip cho mọi người coi sao, em không phụ giúp Sammy làm việc nhà thì sao? Ủa kệ em. Ủa chị kỳ quá à. Sammy không tịch thu của em thôi chứ mất mớ gì, chị có quyền chị tịch thu của em. Không được, chị là chị cả cái gọi là cái làng này thì làm sao mà chị phải chăm sóc mọi người. Nếu mà em như thế này thì thật sự là rất là không được, trừ khi làm mà em á chăm lo giúp mọi người lại chăm làm video thì chị mới trả nha, không thì còn lâu chị mới trả nha. Đi đây. Ê chị trả cho em. Trời ơi mấy bạn ơi, bà Camui à, bà lấy dàn PC của mình rồi. Trời, dàn PC của mình để mình chơi game mà bà cũng tịch thu luôn. Trời ơi, chị Camui đáng ghét đi.
trời ơi, vàng PC 100 triệu của tôi bị lấy mất rồi. Trời ơi, tức quá mà các bạn ơi, không thể nào chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Vàng PC là của mình, không có ai được quyền lấy hết. Ủa khoan, hình như hồi nãy mình nhớ là mình còn cái quả trứng. Đúng rồi, có quả trứng, có quả trứng. Cái bà ca mui đáng ghét này, mà nhớ mặt tôi á nha. Thôi được rồi, vậy thì chị đừng có trách em. Em sẽ không gọi là nương tay với chị đâu. Bây giờ ta sẽ thử với quả trứng này. Ủa mà khoan, có nên không ta? Quả trứng này nó nguy hiểm lắm bạn ơi. Mình nghe cái ông kia ông bảo á, là khi mà mình nói tên ai đó ra thì người đó sẽ biến mất mãi mãi luôn. Chị ca mui, chị đã dám lấy em vàng PC của mình, không thể nào chấp nhận được. Mình phải cho chị đó biến mất luôn mới được. Hỡi quả trứng của ác quỷ, ngươi hãy giúp cho chị cá mui của ta. Không phải là giúp, nhầm. Ngươi hãy biến cho chị cá mui của ta biến mất mãi mãi. Ta ghét chị cá mui lắm, biến mất chị cá mui cho ta. Cái đồ chị cá mui đáng ghét, coi như là cái này là sự trừng phạt dành cho chị. Nhưng mà khoan, có khi nào chị đó biến mất thật không ta? Ủa để mình qua mình kiểm tra thử coi các bạn ơi. Mình cũng không tin lắm đâu. Nhiều khi cái ông già này ông lừa mình chứ không có thật thì sao, đúng không? Rồi rồi để mình xem coi. Cá mui ơi, chị cá mui ơi. Ủa, mới thấy bả bên nhà mình mà bả chạy về nhà mà sao giờ bả đi đâu rồi ta? Cá mui ơi. Ủa, cá mui đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Có khi nào chị cá mui biến mất thiệt luôn không ta? Ủa, chắc không phải đâu, chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi, chắc không phải đâu. Để lên trên phòng coi, chắc chị ở trên phòng á. Ủa, không có luôn. Cá mui ơi. Ủa, chết rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, có khi nào cái quả trứng này nó biến cho chị ca mui biến mất thiệt không ta? Trời ơi, vậy là không được rồi. Nếu như chị ca mui biến mất thì từ nay Hero Team chỉ còn có 7 người thôi. Không được, không được. Hero Team không thể nào thiếu đi một người được. Không được, được. Mình phải đi qua mình thông báo cho mọi người biết mới được. Cái ơi, Cái đó ơi, bạn có nhau không? Đúng rồi, đi với thằng ngốc con. Nhưng mặt mày thì mới cắt còn non, trần ngọn cao cá ngạc á huyền thoại. Ê cây, cây. Ủa, chào Phong nha, có chuyện gì không? Thôi bạn ơi, có chuyện gấp lắm bạn ơi. Làng mình xảy ra một cái chuyện rất là kỳ lạ luôn. Chị ca mui biến mất rồi. Chị, ủa cái gì? Chị ca mui biến mất. Đúng rồi. Ủa chị ca mui lại. Chị ca mui là cái chị mà lùng nhất Hero Team mình á, cái chị mà gọi là dùng hung dữ hay cằn nhằn hay bắt nạt bọn mình á, cả không nhớ hả? Ủa chị ca mui lại. Team mình hồi xưa giờ chỉ có 7 người thôi mà Phong. Ủa với lại là người mà lùng nhất team mình là Timmy mà, chứ có phải là ca mui gì đó của ông nói đâu. Ủa tào lao à, ông đừng có chọc. Tào lao cái gì vậy bà đây? Ông đừng có chọc tôi nha, tôi không giỡn đâu. Team mình là có 8 người mà, chứ đâu phải 7 người đâu. Ủa tôi giỡn nào? Từ từ đụng thử cái chén rồi. Trời ơi, cái chén của Phong này hơi nóng nóng rồi nha. Hèn gì thấy nghi nghi rồi. Thấy cái chén nóng nóng rồi bị sốt rồi, về nhà nghỉ ngơi chị ba. Qua đây đó tào lao vậy ba. Ủa bạn không nhớ chị ca mui là ai hết hả? Trời ơi, team mình làm gì có ai ca mui đâu. Trời à, hay là cái bộ nhí rồi. Bậy nha, Sammy nghe được Sammy giết tôi chết luôn á. Nói chung là đi về nhà đi ba nội. Trời ơi, bị sốt thì về nhà mày nghỉ ngơi. Thiệt okay, tình ca okay. Mui ca mũng gì Trời ơi bạn ơi, vậy là đúng rồi. Cái quả trứng này đã biến mất chị ca mui ra khỏi thế giới thiệt rồi mọi người ơi. Mà ngay cả Kairon cũng không nhớ ca mui là ai luôn. Vậy có nghĩa là không chỉ mà người đó biến mất, mà người đó còn gọi là biến mất luôn trong hoàn toàn ký ức của mọi người luôn. Không còn ai nhớ ca mui là ai luôn. Trời, cái quả trứng này đáng sợ quá. Không được, mình phải đem cái quả trứng này mình đem giục thôi. Quả trứng này đáng sợ quá, không được. Ê, trời ơi, chết rồi, mình hại chị ca mui rồi. Phong cần, đứng lại à tôi. Ủa Simi ơi, tôi hỏi bà này nha. Bà có biết chị ca mui là ai không? Chị ca mui. Ủa, ông nói ai vậy? Ủa, Simi cũng không nhớ chị ca mui là ai luôn bạn ơi. Chị ca mui với Simi là chơi thân với nhau nhất mà Simi cũng không nhớ luôn. Trời ơi, chết rồi. Ủa mà Sim, bạn kêu tôi có gì không? À mà thôi, bỏ qua cái ca mui ca của ông đi. Ê Phong Cận, ông nhớ không chứ ông mượn tiền tôi để ông mua gà cáp xe không? Bây giờ đâu trả tiền tôi coi. Trời đất ơi, nợ dai dẳng giữa ba. Trời đất ơi. À đúng rồi, lần trước mình có mượn Sim 100k để mình mua KFC mình ăn á. Nhưng mà hôm nay mình bị Sam tịch thu hết tiền rồi, cho nên là mình không có tiền. Mà bạn để lần sau mình trả được không? Trời đất ơi, lần trước thì ông cũng bảo do Sam, lần này cũng là do Sam. Trời, ông nợ dai quá à. Thôi bây giờ tôi về tôi mách Sam nha coi. Đúng rồi, nợ đúng lâu luôn á. Ê Sim, Sam ơi. Ê đừng có mách Sam mà. Bà mách Sam là Sam chửi tôi á. Ê, trời ơi bạn ơi. Trời chết rồi, giờ sao ấy?
Trời ơi bạn ơi, bạn biết không, Sammy á, mỗi ngày Sammy chỉ cho mình 20.000 để mình mua bánh mình ăn thôi. Mà hôm đó mình thèm cáp xơi quá nhưng mà mình không dám xin Sam. Thế là mình mượn Simmy 100.000 để mình mua cáp xơi ăn. Bây giờ mà Sammy mà biết rằng là mình mượn tiền Sim mà mình không trả là thế nào, Sam cũng tịch thu hết tiền của mình luôn, không bao giờ cho mình tiền mình ăn luôn á. Bây giờ sao ta? Không được. Bây giờ sao? Đúng rồi, quả trứng. Nhưng mà có nên dùng cái quả trứng đó thêm lần nữa không ta? Thôi phải dùng thôi chứ giờ biết sao. Không được, như vậy là mình không có tiền mình ăn luôn á. Hỡi quả trứng ác ma, ngươi hãy giúp ta thêm một chuyện nữa. Ta muốn biến mất thêm một người. Đó chính là Simmy. Ngươi hãy biến mất mèo Simmy ra khỏi thế giới này cho ta. Trời ơi trời, nguy hiểm quá. Ôi nhưng mà khoan, không biết là mèo Simmy có biến mất thiệt không ta. Chết rồi, mình lại thêm một lần nữa dùng thêm cái quả trứng này rồi. Ôi nhưng mà chắc không có đâu. Mình nghĩ rằng là chắc mèo Simmy, chắc cái quả trứng này nãy nó cho mình thôi. Chắc là chị Camui chỉ đi đâu đó đi du lịch thôi, cho nên là mọi người không nhớ thôi. Còn Simmy thì sao ta? Không được, để mình qua mình hỏi thêm lần nữa Kairon mới được. Lần này là không thể nào mà Kai không nhớ được, tại vì là mèo Simmy là bạn gái của Kairon, cho nên là Kairon chắc chắn sẽ nhớ. Để mình qua bên nhà của Kairon mình kiểm tra thử có mèo Simmy ở trong nhà không nha. Qua coi. Ủa? Không có luôn. Ngon quá. Ủa Kai đâu rồi? Ủa? Mấy ngày trời ơi, ta nói trà gì mà nó ngon gì đâu trời. Trời ơi là trời. Kairon. Cái gì vậy má? Cái gì vậy? Sao bị sốt không ở nhà? Nghỉ ngơi đi, còn qua đây chi vậy anh hai? Tôi muốn qua đây, tôi muốn hỏi Kai một chuyện này thôi, một câu cuối cùng thôi. Hỏi nha, một câu cuối cùng nha. Chứ okay, tôi đang ngồi tôi uống trà nha. Ok. Kai có thấy Simmy đi đâu không? Sáng giờ tôi không gặp Simmy đâu hết trơn á. Ủa Simmy? Ủa mà Simmy là ai vậy? Trời, Simmy là bạn gái của ông á. Trời ơi, cái đậu xanh. Cái gì mà Simmy là bạn gái của tôi cha? Trời ơi, mình nói gì vậy? Simmy, Sammy. Ê, có ý định gì đúng không? Cái gì mới quen bạn nào tên Simmy đúng không? Rồi. Làm gì có, trời ơi. Simmy là em gái của Sammy. Là bạn gái của ông đó. Ông không nhớ Simmy là bạn gái của ông hả? Cái gì vậy? Ông nói gì vậy? Trong team mình chỉ có 6 người thôi. Mà bạn gái, lộn. Mà em của gọi là Sammy chính là Timmy. Mà Timmy mới chính là bạn gái của tôi nè ba. Trời, mấy bạn ơi. Chẳng lẽ là cái quả trứng này nó biến mất Camui với lại Simmy thiệt luôn hả? Bây giờ Kai nói rằng là team Hero chỉ có 6 người. Mà hồi sáng giờ mình đã biến mất hết 2 người rồi. 8-2 là còn 6. Vậy là họ đã biến mất thiệt rồi sao? Bây giờ Kai còn kêu rằng là Simmy không phải là bạn gái của Kai mà bạn gái của Kai là Timmy với bạn ơi. Cái gì vậy? Ông nói gì vậy? Ông xúc phạm tôi hả? Bạn gái tôi hơi bụng mỉm thiệt nhưng đó là người tôi yêu hơn nha. Ông xúc phạm không? Ông thật sự không nhớ Simmy là ai hết hả? Tôi không có nhớ Simmy là ai trơn, nó thiệt tình, nó khổ thiệt sự luôn á, bị bệnh nữa, không ở nhà, cứ qua làm phiền người ta. Chết rồi bạn ơi. Vậy là Simmy với Camui bị biến mất ra khỏi thế giới này thiệt luôn rồi hả? Trời ơi, chết rồi. Vậy là mọi chuyện đều là do mình hết. Là do mình ích kỷ, mình đã sử dụng quả trứng đó cho nên là hai người đó đã biến mất ra khỏi thế giới này vĩnh viễn rồi. Không được, mình phải đi kiếm lại cái ông lão đó để mình kêu ổng hóa giải được cái lời nguyền để mới được. Không thể nào, Hero Team không thể nào còn 6 người được. Hero Team phải có 8 người, không bao giờ được mất một ai hết. Chết rồi, trời ơi, làm sao đây? Mấy bạn ơi, mấy bạn có cách nào để giúp cho mình không? Chứ giờ mình không biết cách nào để kiếm lại được hai người này nữa bạn ơi. Trời ơi, cứu tôi với.